Sáng ngày 21 tháng 9, sau cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ. Đây là hai điểm thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, là nơi sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino, Công nương Kiko cùng cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ, tham quan, nghe giới thiệu về nhà sàn Bác Hồ ở khu di tích. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch Covid-19. Cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, kể từ chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản vào năm 2017. Chiều ngày 21 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, kỳ điều hành này được công bố muộn hơn bình thường khoảng 30 phút, sau khi cân đối mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Kể từ 16 giờ ngày 21 tháng 9, xăng E5 RON 92 có mức giá mới là 24.197 đồng một lít, tăng 726 đồng một lít. Xăng RON 95-3 có giá mới là 25.748 đồng một lít, tăng 877 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S có giá 23.594 đồng một lít, dầu hỏa có giá 23.816 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S là 17.847 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục quyết định không yêu cầu trích lập quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng quỹ với dầu mazut, nhưng chi với hai mặt hàng xăng và hai mặt hàng dầu là dầu hỏa và diesel ở mức 300 đồng một lít. Kỳ trước chi quỹ 14-22 đồng một lít với xăng. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 22 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long khẩn trương xử lý khắc phục tình trạng ngập cục bộ đoạn tuyến km 25+369 đến km 25+469 đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Bên cạnh việc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ triển khai xử lý tình trạng ngập cục bộ tại đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long thực hiện ngay việc thanh thải các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước, hạ thấp cao độ mực nước trên sông Phan, đoạn từ hạ lưu cống đến hạ lưu cầu sông Phan, giảm ảnh hưởng nước dền lên khu vực công trình, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án cần gia cố khu vực cầu sông Phan, đảm bảo ổn định dòng chảy, hạn chế xói lở khu vực đất canh tác của người dân, nạo vét, thanh thải khu vực thượng hạ lưu, đảm bảo điều kiện thoát nước. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Chiều ngày 21 tháng 9, phiên tòa xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tiếp tục với phần xét hỏi và luận tội. Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội. Còn bị cáo Đặng Anh Quân đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong buổi livestream ngày 21 tháng 12 năm 2021, bị cáo Đặng Anh Quân còn phát ngôn mang tính xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Mặc dù tại tòa, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng mình oan sai, nhưng Viện Kiểm sát cho rằng quá trình điều tra và căn cứ vào các lời khai của các bị cáo tại tòa vẫn đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội như trên. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân phải chịu mức án nặng hơn các bị cáo khác. Còn ba nhân viên công ty cổ phần Đại Nam có vai trò giúp sức giảm đơn, là người làm công ăn lương của công ty nên có căn cứ xem xét dưới mức khung hình phạt. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3-4 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2-3 năm tù. Ba bị cáo là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phát biểu sau phần luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
Vì bản thân bị cáo không hề thu lợi gì từ việc livestream này, chỉ vì mình bị công kích và sự việc đi quá xa. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Phương Hằng khóc, mong được sớm trở về, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, giúp người nghèo khổ. Bị cáo sai, bị cáo xin lỗi tất cả cấp chính quyền, xin lỗi những người bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm. Nhưng thực chất, bị cáo là người có nhiều việc làm, rất bận rộn, chứ không phải rảnh rỗi lên mạng xã hội để lợi dụng. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng vừa khóc vừa nói. Ngày 21 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can. Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lộc An, sinh năm 1965, chuyên viên vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, nguyên phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội nhận hối lộ. Trần Trác Việt Đức, sinh năm 1990, giám đốc công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, sinh năm 1979, kế toán trưởng công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.